Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Mùi, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cao Trần. Về ngũ hành niên mệnh Lộ bảng thổ ngày Tân Mùi, tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Lộ bảng thổ kỷ tuổi Ất Sửu, Đinh Sửu ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi thành mộc cục, xung với Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão. Tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Mão, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Sinh Khí tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Âm Đức tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Kim Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thủ Tử xấu mọi việc, trừ săn bắt, sao Hoàng Vu xấu mọi việc, sao Nhân Cách xấu đối với giá thú khởi tạo, sao Trùng Tang kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Tứ Thời cô quả kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây nam, tài thần hướng tây nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Điều này nhắc nhở bạn mệnh làm việc gì trong ngày hôm nay cũng cần phải để ý trước sau, tránh để cơ hội cho kẻ gian nhòm ngó mà lại làm hại bạn. Ngoài ra, với bạn tuổi Tý, nếu như có sự cố xảy ra thì bạn đừng có liên lụy tới người khác như là người thân, bạn bè, kể cả là đồng nghiệp nữa nhé. Hạn nhìn trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ đem tới cho bạn vô khối những niềm vui liên quan tới tiền bạc, khiến cho bạn có được sự thoải mái trọn vẹn mà bạn mong muốn. Nhưng với bạn tuổi Tý cũng đừng vì thế mà bỏ quên mất việc lập ra kế hoạch cho ngày mai của mình, vì chúng là vô cùng quan trọng trong cuộc sống của bạn nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Điều này cho thấy nếu như bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì tốc độ quá gấp rút của tuần này thì bạn hãy cho mình được phép nghỉ ngơi, thư giãn và thời gian để chậm lại. Khi bạn tìm ra được nguồn năng lượng và sự hứng khởi cho riêng mình thì sẽ chẳng khó để cho bạn tăng tốc, đúng phải không nào nhé? Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này,
Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tìm chốn yên tĩnh riêng cho mình để được nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, có những vận may liên quan tới tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có người đánh giá sai về con người bạn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, bạn dễ mệt mỏi hơn nên biết lượng sức mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy nghỉ ngơi và đọc cuốn sách mà bạn yêu thích. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 94, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho vận trình sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay phát triển theo chiều hướng không như mong muốn. Dù bạn tuổi Sửu có bắt tay vào công việc quen thuộc đi chăng nữa thì bạn cũng dễ gặp phải những khó khăn, khúc mắc vì quá lơ là, chủ quan mà ra. Và để tránh khỏi sự cố đáng tiếc xảy ra trong ngày hôm nay, với bạn tuổi Sửu cần phải hết sức cẩn trọng mỗi khi đưa ra quyết định và tránh những hành động nông nổi gây thêm nhiều phiền phức và tốn nhiều thời gian để khắc phục của chính bản thân mình gây ra, thậm chí là ảnh hưởng tới cả mọi người xung quanh nữa. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ năm này, với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là hãy giữ vững quan điểm của mình để không bị những lời điều tiếng làm lung lay. Bên cạnh đó, với bạn tuổi Sửu cũng nên tìm những người đồng chí hướng với mình, cùng giúp đỡ nhau trong công việc, không nên tự cô lập bản thân, không hòa nhập với bạn bè, đồng nghiệp nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, dễ cảm thấy căng thẳng, áp lực khi đối diện với công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, chớ nên chủ quan ngay cả trong những công việc quen thuộc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, bình tĩnh khi trao đổi các vấn đề mà bạn gặp phải. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, hạn chế mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, và đây là dấu hiệu cực kỳ may mắn cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay, bởi với bạn vẫn luôn phấn đấu vì mục tiêu sự nghiệp của mình. Với bạn tuổi Dần có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm cao và sự nghiêm túc của mình trong công việc. Nếu như bạn cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến, con đường thăng quan tín chức của bạn ngày càng được sáng lạng hơn nữa. Trong ngày thứ năm này, với bạn tuổi Dần, nhờ những cố gắng của bạn từ trước đến nay mà bản mệnh có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Và với bạn tuổi Dần, hãy coi đây là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình, để cho những kẻ luôn có ý định hạ bệ bạn phải tâm phục khẩu phục nhé. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này còn cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia lại không được như ý muốn. Dù có đang mệt mỏi, áp lực như thế nào đi chăng nữa, với bạn tuổi Dần cũng không nên trút những cơn giận lên đầu của người ấy. Bạn hãy cần tâm sự với đối phương để hiểu và thông cảm hơn cho người ấy nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, hãy cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, công việc căng thẳng đến đâu cũng không nên trút giận vào người khác. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nên tâm sự với nửa kia để tháo gỡ những bất đồng quan điểm.
Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 30, số 67, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy với những cảm xúc tưởng chừng như đã lụi tàn trong quá khứ, nay nhờ có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi trợ mệnh mà ngày hôm nay với bạn những cảm xúc ấy bỗng bùng cháy lên, đem đến cho bạn có một ngày khởi động đầy lãng mạn trong đời sống về tình cảm. Thế thì với bạn tuổi Mão hãy quan tâm nhiều hơn tới chính những cảm xúc, tâm tư của mình và khiến cho bản thân mình có một ngày đầy ý nghĩa nữa bạn tuổi Mão nhé. Thông thường với bạn tuổi Mão luôn luôn đề cao tính chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Tuy nhiên trong ngày hôm nay với bạn tuổi Mão dưới sức ép của thiên quan chiếu mệnh, điều này lại làm cho bạn dễ có sự vội vàng và sai sót vì tốc độ đóng vai trò quan trọng hơn hẳn. Và với bạn tuổi Mão cần phải nhanh nhẹn, hoạt bát hơn trong việc xử lý mọi vấn đề nếu như bạn muốn có được một ngày làm việc hiệu quả nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn mệnh lúc này. Và có thể một phần là vì bạn ăn uống sai cách trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Lúc này với bạn tuổi Mão nên xem xét lại chế độ ăn uống và nếu cần thì cần người tư vấn để có chế độ dinh dưỡng sao cho phù hợp để tăng cường sức khỏe cho mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tình cảm thêm phần được mặn nồng, hạnh phúc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tránh mong đợi quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, có người mang lại cho bạn bí quyết hay ho trong cuộc sống. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, bạn nên tránh xa những người hay có ý đồ xấu hại người khác. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đôi khi sự ngây thơ của bạn lại có lợi cho bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài gây rối, điều này sẽ làm cho bạn tuổi Thìn dễ gặp phải những rắc rối trong công việc ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Thìn có thể sẽ phải chịu sự ganh ghét hoặc là nghi ngờ của bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn không nên quá bức xúc và cư xử thiếu đi lý trí của mình trong ngày nhé. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, bạn cần phải chứng minh cho mọi người thấy sự trong sạch của mình bằng thái độ ngay thẳng và sự chăm chỉ trong công việc. Những điều mà bạn đã, đang và sẽ làm sẽ được thực tế chứng minh và chẳng ai có thể áp đặt những nghi ngờ vô lý lên đầu của bạn được cả. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với những người khác giới đang khá là tốt đẹp. Và nếu như bạn đang còn độc thân với bạn tuổi Thìn, nên mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh cho người khác cơ hội được hiển nhiên về bản thân mình cũng có được cơ hội nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dễ phải nhận sự ganh ghét, nghi ngờ của người khác. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, không nên hành xử một cách thiếu lý trí. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, hãy luôn chăm chỉ, tập trung trong công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nên cho mọi người cơ hội tiếp cận với mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 66, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường,
màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. Tử vi tuổi tỵ thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ giữa bạn với nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Và dù với bạn tuổi tỵ có bận rộn với công việc đến mấy đi chăng nữa, hai người vẫn luôn cố gắng dành nhiều thời gian để trò chuyện và tâm sự với nhau và chẳng bao giờ thờ ơ với cảm xúc của đối phương cả. Trong ngày thứ năm này, đối với những người đang còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của những người khác phái. Và với bạn tuổi tỵ cũng đừng có tiếp tục sống mãi trong thế giới riêng của mình như vậy, mà bạn hãy cho mình cơ hội được tận hưởng niềm hạnh phúc mà mình xứng đáng được có nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, điều này cũng sẽ giúp cho bạn có được những cơ hội khẳng định vị thế của mình. Với bạn tuổi tỵ, bạn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, dù công việc ấy có khiến cho người ngoài cảm thấy hóc búa, thậm chí là thoái thác, không muốn nhận trách nhiệm về mình đi chăng nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp và có sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, nhận được sự quan tâm, để ý của những người khác phái. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, không nên nhốt mình trong thế giới riêng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, tìm được cơ hội khẳng định bản thân mình. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, hãy cố gắng hơn, công lao của bạn sẽ được ghi nhận. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 93, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Mùi nhị hợp. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày thích hợp để cho bạn thực hiện các kế hoạch về đầu tư hay là mở rộng về kinh doanh. Khả năng nhìn nhận, đánh giá tình hình một cách chuẩn xác sẽ giúp cho bạn nhanh chóng tìm được những mối đầu tư hoặc là đối tác hứa hẹn. Điều này cũng sẽ cho bạn có được nhiều cơ hội thu về tài lộc một cách đáng kể nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, đối với những người làm công ăn lương, với bạn là người càng quen biết lâu càng được mọi người yêu mến. Với bạn tuổi Ngọ nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao, bởi việc này sẽ giúp tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp của bạn về tương lai sau này. Giao tiếp khéo léo là một trong những thế mạnh của bạn, nhờ thế mà với bạn tuổi Ngọ dễ dàng có thể thuyết phục được mọi người. Bạn đừng có bỏ lợi thế này, hãy cho mọi người thấy rằng bạn có thể tạo được sự khác biệt như thế nào khi trong ngày đang có được thiên ấn che chở bạn tuổi Ngọ nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy trong gia đình với bạn thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Và bạn tuổi Ngọ muốn mình trở thành một người bạn đáng tin cậy của con cái và cùng con cái vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đang rất tốt đẹp nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, tìm được những mối đầu tư hứa hẹn, tài lộc khả quan. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, khả năng đánh giá tình hình một cách chuẩn xác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, thường xuyên trò chuyện với bố mẹ và con cái của mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, gặp nhiều chuyện may mắn khi làm ăn. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 84, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Mùi, thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỵ kim ngáng trở. Điều này làm cho bạn tuổi Mùi với tính tình thẳng thắn và cứng cỏi có thể sẽ làm cho bạn vướng phải những tranh chấp với bạn bè hoặc là đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải có cách cư xử sao cho khéo léo nhưng vẫn giữ được lập trường của mình, lại không làm tổn thương tới người khác nữa. Trong các mối quan hệ xã giao với bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, cần phải học cách cư xử nhún nhường hoặc là thỏa hiệp trong một vài trường hợp. Với bạn tuổi Mùi không nên khăng khăng theo ý kiến cá nhân của mình mà bỏ ngoài tai những lời của người khác, tự đẩy mình vào cảnh cô lập và bị trong thế chèn ép nữa nhé. Thổ khí vượng, điều này còn khiến cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này cũng dễ nhanh chóng bị đuối sức khi sức khỏe của bạn không còn được đảm bảo như trước, nhất là ai đó đang có thói quen thức khuya hay là làm việc quá sức hoặc là xem phim nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, có chí tiến thủ, không sợ khó khăn thử thách. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, sẽ mâu thuẫn với đồng nghiệp vì ý kiến bất đồng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, không nên tự coi mình là nhất. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, thổ vượng, cần quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, cố gắng hết mình vì mục tiêu đã đề ra. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 71, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân, thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày rất vượng vận về đào hoa khi bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng như ngày hôm nay. Bản mệnh tuổi Thân có thể dễ dàng chinh phục được người đối diện nhờ bản tính cởi mở, nhiệt tình, hài hước của mình. Còn đối với những người độc thân, có thể nhân cơ hội này sẽ tìm được người như ý muốn nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân, nếu như bạn đã là người lập gia đình thì bạn cần phải giữ khoảng cách với những người khác, đừng có vì một chút ham vui mà tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm vợ chồng, gây tổn hại tới hạnh phúc gia đình và danh tiếng của bản thân mình nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Điều này cho thấy trong công việc với bạn có thể cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là có ý định bỏ cuộc trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù gặp phải chuyện tồi tệ đến mấy đi chăng nữa, với bạn tuổi Thân cũng không nên thất vọng và có ý định rút lui như vậy được nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, thu hút ánh mắt của những người khác phái. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, không nên buông thiêu cảm xúc nhất thời. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, gặp khó khăn trong việc công việc, thường xuyên căng thẳng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, chớ nên nghĩ tới việc bỏ cuộc và buông xuôi. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 70, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu trải qua một ngày rất dễ phát tài, nhất là đối với những ai đang làm trong các ngành nghề tự do. Bạn đã cố gắng trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua, với bạn sẽ được hưởng thành quả lao động xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra nữa. Với bạn tuổi Dậu, bản tính hài hước và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến cho bạn được nhiều người yêu mến. Bạn dễ gây được ấn tượng tốt đẹp
ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên, và ngày hôm nay cũng là ngày thích hợp để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao với khách hàng, đối tác, gặp gỡ bạn bè nữa nhé. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh chua kim vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang rất tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Hai người có thể cùng nhau vượt qua nhiều thử thách mà cuộc sống đặt ra nữa. Vài câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, dễ tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, nắm bắt được tâm tư, tình cảm của các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, hãy nhân cơ hội mở rộng mối quan hệ xã giao của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 44, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này sẽ tác động tiêu cực lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, làm cho bạn tuổi Tuất lời nói của bạn thiếu suy nghĩ, dễ gây tổn thương cho người khác. Và tốt nhất là với bạn tuổi Tuất nên suy nghĩ thật cẩn trọng, thật kỹ càng, uốn lượn 7 lần trước khi nói để tránh vạ từ miệng mà ra nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực ấy lại càng khiến cho mọi chuyện với bạn trở nên nan giải hơn. Và bạn tuổi Tuất, bạn hãy quan sát mọi việc dưới góc nhìn tích cực hơn, bạn sẽ tìm ra được cách giải quyết vấn đề một cách dễ dàng hơn nhé. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này cho thấy nhiều khi với bạn đang quá cố chấp với những suy nghĩ của chính mình, khiến cho những việc tưởng chừng như là đơn giản lại thành ra phức tạp. Và bạn tuổi Tuất, bạn hãy tâm sự với mọi người xung quanh để có thể mở rộng về tư duy và có cách đánh giá mới về mọi việc nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, dễ gây tổn thương cho người khác vì không để ý tới cách diễn đạt của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nên tự tin hơn vào khả năng của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, quá cố chấp với suy nghĩ của chính mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, đừng có phức tạp hóa mọi vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, không nên quá lo lắng khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 92, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phụ trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi, thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và các thành viên trong gia đình không được mấy êm ấm cho lắm. Với bạn tuổi Hợi, bạn đang cảm thấy lạc lõng, cô lập khi luôn phải nhận lại sự phản đối của các thành viên trong gia đình, dù là trong những công việc trọng đại hay chỉ là những việc nhỏ nhặt mà thôi nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, trước mắt với bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm lại bản thân mình, chớ có vội oán trách mọi người, hãy tự đánh giá xem mình có thiếu sót ở đâu không, kế hoạch mà mình đã đặt ra có chỗ nào bất hợp lý hay là không, vì sao mình lại không nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người như vậy.
Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy, đối với những người đang theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp lại có được cơ hội phát triển khá là tốt. Với bà tuổi Hợi, bạn là người nghiêm túc và luôn có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều này khiến tổ lãnh đạo có ấn tượng tích cực về bạn và sẽ đưa ra quyết định cân nhắc cho bạn trong tương lai nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa không nhận được ủng hộ của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ không nên thất vọng với thực tại trước mắt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lạnh nên trò chuyện nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nghiêm túc trong công việc sẽ gặt hái được thành công. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, xem xét lại các vấn đề kế hoạch của mình đã đặt ra. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 84, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.